em xin mời các bạn hãy đeo tai nghe và thưởng thức kết âm thực tế chứng kiến đôi đôi loa phát 30 ngoài trời như thế nào, thật sự là đã quá đã luôn. Dòng loa đến từ Hữu Đức CB Autech dùng driver step neo đánh đô phủ bằng nghe step rất chính xác, chúng mình đánh một đôi ngoài trời rất rộng luôn. Sắc diêu hòn theo những ngày dài, cuộc tình đi qua trong em còn đau tiếc nuối trái tim. Vô tình nhiệt tình những giây rực rỡ, lặng vẫn xót xa cho chính cây nhà lá vườn mình. Vì người em yêu đang nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi hoa như hoa nhật màu, anh quên khi ta lá cờ tôi xuất vẫn rơi theo mỗi tình dâng ra trên cánh mùa hồng, anh biết em vẫn lắng trong cho tình đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân làn lá cờ tôi xuất vẫn rơi theo mỗi tình. Dòng này thì bác yên rồi thì nó dùng tiếp neo nên các bác anh em đi sự kiện xô nhờ vỏ vừa chỉ cần hai đôi này thôi đánh thoải mái rồi. Đây mình mới chỉ test một đôi thôi ạ, đánh độ phủ cực kỳ rộng luôn. Bát nó step nó tơi sáng là điều hiển nhiên rồi, những cái bát nó thực sự nó đánh quá mạnh, uy lực của tiền con tròn chắc. Bởi hiểu mình đang test trên một con vang cơ bình thường thôi, không phải vào vang số thì cao cấp cả. Và chiếc micro DB 450mA cùng với chiếc vang cơ K130V2 và con đẩy. Hiểu mình có chỉ đang đánh 2 kênh nhá, đánh 2 kênh trên đường đoạn. Sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời, bởi đời đâu như trong mơ, đời này bơ vơ nỗi đau mình em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau, những phút năn nỉ lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau, cánh hoa tàn dưới chân nàng. Lá cờ tôi sẽ vẫn rơi theo mỗi tình, dâng rơi trên cánh mùa hồng, anh được em cho anh một bài bản nhạc nữa, quay liền luôn cho bác người thật việc thật nhá. Như vậy thì một đôi loa đã hay thì các bác có chơi ở đâu thì cái chất âm nó vẫn là hay. Nếu mà chuẩn chỉ lắng nghe là nếu mà test người ta gọi là để nó tăng thêm cái giải, nó chi tiết hơn nữa thì thường phải có một cái phòng để cách âm riêng biệt. Nhưng tại vì cái đời driver thì bên Hiếu Minh là chuyên loa bãi, riêng đôi loa là bên em chuyên loa bãi. Còn hàng mới thì chuyên loa bãi thì có ít rồi thì. Những dòng loa bãi thì nó có điểm là những dòng loa cao cấp lên cái chất âm cho ra nó tuyệt vời, cả các dù các đánh ở không gian rộng hay không gian nhỏ thì nó cũng rất là hay. Cho anh đoạn nhạc nào. Đoạn nhạc. Bao năm không được lên gì nữa không? Đau sống cho ai bây giờ em xa lạ. Ngành em từ đây chỉ có bạn bè. Cho tí nữa cho nó máu. Nghe thì bắt nó hay, nó sâu, nét tươi sáng.
chuyện ngày xưa bao năm dài miên man, mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời, thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ. Cho anh bài nhạc có lời kiểu xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn em mình đi xa đi để các bác xem đồng phủ đó nhá. Đồng phủ đôi này được. Lá thu bay rồi đến đông hơn tàn. Đi càng xa cái độ sắc nét càng cao. Phủ rất là xa luôn. Đổi thay. Đời khó bao lâu, vài lần đắm cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé anh, người này ta đã xa. Mình đi khoảng 5-60 mét rồi các bạn. Đấy, các nghe cái tiếng nó rất sắc nét, rõ ràng, chi tiết. Các bạn kết hợp nghe nhạc karaoke, anh em đi sự kiện có thể bổ làm loa chuyện lời, cực kỳ tuyệt vời luôn. Hoặc anh em show sợ kéo kéo có thể chơi tầm 1 đến 2 đôi này thì tuyệt vời. Cũng như chẳng quen, bước chân đi là dẫn duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Cho anh dừng cái. Thì hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán đôi loa CB Autix đến từ thương hiệu của Đức này với mức giá là 9 triệu đồng trên một cặp các bác nhá. Anh em ở gần mà gửi xe đò là Hiếu Minh sẽ hỗ trợ bao ship xe, còn trường hợp gửi bưu điện thì các bác có thể hỗ trợ bên em khoảng 200-300 nghìn tiền cước. Các bác nhá, gọi hỗ trợ thêm thôi, thì bình thường ship bưu điện của đôi này là hết tầm khoảng 500 nghìn rồi. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ em, và bây giờ em sẽ tiến hành review chi tiết nội thất đối với cặp loa này. Thực sự luôn, The Driver dòng này biết rồi, nó sụp củ bát ấy, là củ bát nó thiết kế cái vòm. Nó y xì những bác nào chơi dòng loa B3 mà dòng loa kiểu HF ấy, HF đời cao của bát 30 ấy, thì bác thấy củ bát này nó sẽ là cổ con đó. Và phần chép sùng chủ chép của thiết kế như củ chép của RCEP, nên là thiết kế kiểu form đấy, nên tiếng chép nó ra tơi sáng, chép là chép neo khối bác nhá. Tiếng ra rất là nhuyễn và độ sáng chi tiết, độ phủ xa bát thì nó độ chắc gọn mềm bác nhá. Thế như vừa rồi Hiếu Minh cũng test thực tế trực chiến tại kho của Minh Oyo, thì những biết thì những đôi loa này là Hiếu Minh nhập trực tiếp về, nên là chưa tuột toát gì cả đâu các bạn. Thằng bãi nguyên chiếc về, nên bác đừng nhiều bác lên bảo sao ông Hiếu Minh quay thì toàn là cái đôi nhìn nó bẩn bẩn hay nó vẫn bụi thế, thì báo cáo bác thì nhìn nhà em là nhập số lượng nhiều không nhá. Bác nên nhớ là nhà em nhập số lượng nhiều chứ không phải là 2-3 đôi. Tổng lô này Hiếu Minh có tổng cộng là có số lượng không quá nhiều, cái lô này lô nhỏ thôi, tại vì nó về cùng lô bắt 25 hôm trước em Hiếu Minh quay rồi đấy. Thì tổng lô này Hiếu Minh về tổng cộng là 22 đôi, 22-23 đôi đó. Còn 25 thì về tổng cộng là gần 40 đôi cơ. Nhưng mà 25 về nhiều hơn, số lượng về nhiều vậy nên em quay rất mộc mạc. Quan trọng em nguồn bãi là nó phải hàng đẹp bên trong, nội thất. Còn vỏ viếc này này là em lấy lọ sơn xịt này này, em nói cho các bác rất nhiều lần rồi. Vì nhiều khi là bờ quay người thật việc thật thôi. Đây, mua cái lọ sơn này, A10, A12 đôi tiếng nhỉ. Đây, đây lọ này này. Nhiều bác nào muốn tân trang tí, bác có mua cho em cái lọ sơn A12 này. Thì lọ sơn A12 là lọ sơn nó chỉ phủ một lớp mỏng thôi, nó vẫn giữ nguyên lớp sơn zin này, mà phủ một lớp mỏng để cho các bác là nó sạch đẹp, hoặc là những vết xước xước này che đi thôi các bác nhá. Thì đây em nhập loa về là hàng nó đẹp, tuyển đẹp luôn. Nếu sau khi em tân và tuốt tát một tí thì nó sẽ đạt đến 90% ngay, tại vì là những cái vết này chỉ xước nhẹ nhàng thôi. Đấy, nó tháo phòng hát nó xếp sát sát vào nhau nên bị cà vào nhau, xước sát nhẹ một tí thôi. Còn đâu quan trọng là hàng về nó không bị bể vỡ, bị vỡ này, bể này, bát chép zin đẹp, đấy là điều quan trọng nhất khi bác mua nó bãi nhá. Và biết nhìn các bác xem kênh em có biết rồi, hàng về toàn theo lô to thôi. Thì đây thì là cặp loa đến từ thiệu Đức như em nói ngay từ đầu rồi, với mức giá là 9 triệu đồng trên một cặp. Hiếu Minh hỗ trợ bao ship xe cho anh em nếu anh em ở gần, còn này các bác ở xa quá gửi điện thì hỗ trợ em tầm khoảng 200 là em gửi bao cước cho anh em được rồi.
thì biết nó là loa CB nói chung hay là loa Tec, là hai dòng loa nó cùng thương hiệu loa Tec ấy. Đấy. Thì dòng này thì cho cái đặc điểm của dòng này thì nó đa số là đời driver, nó sẽ là đời driver của Emneo, nhất là dòng KH luôn nhá, dòng KH này, CB Arctic KH12 các bác nhá. Đấy. Vì dòng leo lên công suất nó không quá lớn nên các bác cỡ chơi ở trên những con đẩy nó vừa phải, con đẩy tầm khoảng 500 đến 600W là ok rồi. Nhưng giải dòng này xuống rất là sâu, nó leo lên xuống rất là sâu các nhá. Đấy. Dòng này thiết kế thùng nó sẽ là hơi vát nhẹ một tí. Cái có trái phải không tí nhỉ? Có trái phải. Đấy, hôm nay em quay đây để cùng chiều. Yeah, trái phải nhá. Mai em bán em sẽ lưu ý cho anh em tay nằm sát bên sau. Đấy. Em quay bên ngoài đã cho các bác nhìn nhá. Đây phần căng nguyên cho bản đây cho các bác nhìn này. Đấy. Nói chung thiết kế form màu đen thì có gì đó nó rất huyền bí và đẹp để phục vụ các anh em chơi, cũng như là dễ dàng phối ghép với những bộ dàn các bác chơi. Một đôi này có thể đánh ở không gian từ 20, 25, 30, 35 và tối đa là nói chung là đánh 40m2 là hơi loãng tí, 40m2 phải được, đòi hỏi phải có súp hơi nữa. Còn có đánh không, đánh chay để được phủ đậm, tiếng nó hay, bay, có thể chơi những không gian từ 35m2 đổ lại là em mình khuyến khích các bác nhá. Và ở đây nó sử dụng driver, bác nhìn này, phần bát, phần của bát đây nó sẽ sử dụng cái phần màng bóng nhá, em phía lau này, màng bóng nhá, màng hơi bóng là dưỡng này, dính vào nó hơi dưỡng này, dính hơi dính tay nhá, nó răng dưỡng màng đấy. Còn lón của nó bóng hẳn rồi, bóng trơn rồi. Nghĩa là khi bác xem nhiều, những bác nào đó đam mê âm thanh, có xem nhiều kênh hay là xem bản thân kênh của em thôi, em review rất nhiều rồi. Cái trục của bát này thiết kế như dòng bát của dòng B3 String, cái dòng loa M16 17 triệu ấy. Đấy. Đấy. Nên là nó sử dụng cái phần bát này, cái nón bóng này, nó y xì vậy. Bát nó ra rất là sâu và chắc, nó không bị đuôi. Đấy. Thì bác mua muốn đôi loa hàng này, mời mua hàng mới thì giá cao tiền lắm, vì nó dùng chép neo mà, rất là cao tiền. Anh em mua hàng bãi giá nó êm hơn, được khoảng hơn nửa giá tiền rồi, hơn nửa giá tiền điều tuyệt vời rồi. Bình thường một đôi loa leo này, đời vào leo này, tem neo này, thị trường anh em được quật mức giá nó quanh khoảng 10 triệu rưỡi, 11, 12 triệu tùy nơi bán. Ít nhất phải 11, 12 triệu, nhưng hôm nay thì mình muốn là cái đầu năm nay, đầu năm 2024 này, một số cái mã mà cả ngày hôm qua hôm kia em xem mấy mã là hết hàng luôn rồi. Thì em muốn đầu năm có một gì đó gọi là cái lời cảm ơn đến toàn thể các bác anh yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc trong rất nhiều năm qua đã ủng hộ đơn vị em, cũng như là cái sản phẩm đầu năm em muốn là cái tri ân đến toàn thể các bác tiêu dùng, gọi là trước Tết những bác nào đi làm xa hay là gọi là chưa kịp sắm Tết thì nay các bác có thể là rôi tiền, các bác có thể là những bác nào làm quê xa thì các bác thời điểm vừa mới ra Tết này vẫn có thời gian nghỉ ngơi, các bác cũng mua sắm cho mình. Và thời điểm này em muốn là đáp ứng cái nhu cầu đó thì mình khuyến mãi cho anh em với những lô loa đẹp, tuyển chọn giá tốt nhất thị trường Việt Nam. Nói loa em không hãnh diện là em nhập nhiều nhất, nhưng nói chung là không có ai đứng thứ, gọi là em không nhờ nhất thì cũng chả ai đứng thứ hai được cả. Đấy, nhưng mà cái một chút là cái giá thành thì em luôn là để ra mức giá tốt nhất thị trường. Nếu mà các bác đã xem kênh em thì bác cứ tham khảo những kênh khác có biết rồi. Đấy. Và ở đây thì em sẽ phân tích kỹ phần bát. Bát dòng này dùng bát từ 19 và lấy kích thước ấy, đánh đo thùng cho những bác nào, vì hôm qua quay một cái lô loa mà nhiều bác cứ hỏi kích thước để anh thương rồi. Bát con này dùng bát từ 19 coi 76 nhá. Bát từ 19 coi 76. Gông sử dụng là 4 gông kép. Đấy, găng đúc các bác nhá, mã seri. Đấy. Keo hồng các bác nhá. Sụng màng là màng UKM. Các bác nhá, màng là sụng màng UKM. Đấy. Màng UKM, màng của Anh Quốc các bác nhá, dòng màng UKM. UKM 29. Một bích từ trắng này nó sáng loạng này, quan trọng rồi về bích nó sáng loạng này. Đẹp, sáng. Đấy, đem đo anh từ đây nào. Đặt ngang giữa này, đây, đo này. Tại vì đợt này nhà Hiếu Minh có mấy cộng mới làm nữa. Đấy, từ 19 nhé bác nhá, 19 này. 19 này, đấy, từ 19. Coi 76. Đấy. Phân tần. Thì bác nhìn vào Hiếu Minh phân tích phân tần. Phân tần thì nó thiết kế ở đây là rất là ngầu luôn, nó rất là to. Dùng tất cả tụ Penlick với tụ Rossi, dòng tụ đắt tiền, cũng như các con trở này đều bơm keo này bác nhỉ. Keo này là keo dẻo, như keo như keo nó giữ chặt gọi linh kiện bác nhá. Đấy. Và phần chép, dùng phần chép nó dùng chép neo bác nhá. Chép neo. Chép neo khối.
Nhớ bát súng bát RG. Đây model RG bát này, RG20. Đấy. Chép RG. Đấy. Chép neo khối. Đồng bộ thôi nhá. CBL tích thùng gỗ ván ép. Thùng gỗ bạch dương chống nước. Đấy, cực kỳ chắc chắn. Đánh không bị phản âm. Đấy. Chép là chép phễu sần cô nhá. Thực sự luôn là cái điều quan trọng là với mức giá thành 9 triệu đồng một đôi. Mình lại hỗ trợ bác sĩ các bác anh em mua qua cửa hàng có thể em bớt cho anh em được lực lá thêm. Đấy. Là cái mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em chơi, mức giá tốt nhất thị trường Việt Nam rồi. Đấy, những bác nào có nhu cầu mua sắm nếu ghép thành bộ một đôi này ấy, thì giá thành nó lanh quanh khoảng, nếu chơi con đẩy 2 kênh thì em tiện đang ghép con đẩy 4 kênh là em đang con này đang để mô này. 4 kênh này. Còn nếu mà ghép gọi là đẩy 2 kênh thôi thì bộ lên thành phẩm nó sẽ rơi khoảng độ là thành bộ thì khoảng độ 15 16 triệu thành bộ ngon phết rồi. Ở đâu phải hơn nhỉ? 9 triệu 4 triệu rưỡi. À đúng rồi, bộ khoảng 16 17 triệu các bạn. Thêm một vàng mic ít nhất 16 17 triệu là mới ghép được thành bộ được. Bộ bát 50 này. Một loa CB áo tích luôn nhá. CB. Thế thử Đức quá quen thuộc các bạn. Các bác nào đang chơi những dòng vang CB, đẩy CB. Đấy. Thì bác có thể biết đến loa CB. Đấy. Loa CB Garrick model là KH12. Mong các model của KH ý, thì nó sẽ là model của Tep Neo các bác nhá. Tep Neo. Thì một lần nữa thì mình cũng review rất là kỹ càng, test chất âm thực tế trực chiến ngoài trời. Một đôi loa có thể nói quá tuyệt vời, chất âm hay để phục anh em chơi và giá thành hợp lý. Với tầm tiền này thì nó thật sự những bác nào đang mua những đôi loa mới mà tầm độ 12 3 triệu. Các bác ra, em muốn là các bác ra trực tiếp cửa hàng vì hiện tại em đang bán rất nhiều hãng, em đang bán rất nhiều hãng mới nhập khẩu. Nhưng những đôi loa khoảng 13 4 triệu hàng mới so với những đôi loa hàng bãi tầm 8 triệu thì không có một cửa đâu nhá. Em thẳng không có cửa đâu. Hàng bãi ăn hơn hẳn luôn. Tại sao em đang bán hàng mới thật nhưng không phải lịnh lọt ai cả. Vì mình đang bán là bán nhiều hãng. Nhưng cái hãng thì có thể chấp nhận được ở các vấn đề thiết bị âm thanh, nhưng đối với nói về loa, nếu trong tầm tiền thì sản phẩm hàng bãi em có đánh giá là rất là cao. Vì bản thân mua những đôi này nó rất là đắt. Qua check trên Google đôi này thì giá nó loanh quanh phải khoảng 20 mấy triệu một đôi này. Đấy. Anh mua hàng bãi giá em hơn nửa rồi. Đấy. Và tất cả những loa bên thì mình được bảo hành 1 năm bác nhá. Các có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Miro nhá.